Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của mình nha. Và các bạn đã thấy cái gì ở trên cổ mình chưa? Mình sẽ review cái tai nghe tai thỏ rất là đáng yêu nha các bạn nha. Các bạn thấy chưa? Cái tai thỏ nha. Bên cạnh nó này, cái mic này các bạn này, cái xoay. Xoay cho và ok luôn rồi này. Có màu xanh, có màu xanh rất là đẹp đây. Điều này thấy ok chưa? Đánh nhau chưa con? Chọn thấy các bạn có tin cái này có thể phát sáng, mình sẽ cho nó phát sáng các bạn nhé. Đợi mình một tí nhá. Phát sáng chưa? Quá nhiều màu nhé các bạn nhé. Đây. Đẹp chưa? Tai nghe rất là êm. Đây, cái để cắm vào. Cái để cắm vào để nó phát sáng. Còn cái này cắm vào điện thoại. Đây nhé các bạn nhé. Cắm vào lỗ tai nghe này. Nghe bạc êm luôn các bạn ạ. Có gì bằng luôn. Cái này là cái ngắt tiếng, tăng tiếng giảm tiếng của tai nghe. Có thể nói này. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đấy, sẽ các bạn sẽ nghe thấy rõ hơn. Tai nghe rất là êm. Được làm bằng gì nhỉ? Xốp im, xốp mềm. Có thể gặp lại nhé các bạn nhé. Cái này này có thể gặp lại nhé. Cả hai bên đều gặp lại được nhé. Cái này có thể xoay. Xoay lên cũng được. Này, nó sẽ gọn hơn. Đây, các bạn thấy gọn hơn. Các bạn thấy cái này tiện không? Ok chưa các bạn? Quá ok luôn. Mình sẽ test cho các bạn xem thử nha. Mình sẽ nghe nhạc. Mình sẽ bật nhạc. Các bạn nghe. Các bạn có thấy không? Xem các bạn có nghe thấy không? Sẽ bật phim lên. Sẽ vào một chút đi. Chưa cắm nha các bạn nha. Đây là chưa cắm tai nghe nha. Đây. Giờ mình sẽ cắm tai nghe vào nha các bạn nha. Đấy. Các bạn còn nghe thấy không? Không thì nghe thấy đúng không? Mình sẽ cho các bạn nghe. Im chưa? Đủ ok chưa? Nghe ta là êm tai. Tóm lại là con này có thể vừa nghe, có thể nghe nhạc êm, vừa có thể chơi game rất là tiện. Lên đi. Đấy. Nói thì cho dễ. Nó sẽ dễ hơn nha các bạn nhé. Cho các bạn nghe lại nhé. Thấy êm chưa? Lúc sẽ cắm tai nghe nhé. Mình sẽ cắm tai nghe vào. Đấy. Các bạn không nghe thấy gì luôn. Anh thấy ngọt ngào trên đấy, các bạn nghe thấy không? Ok không các bạn? Nghe êm không? Đấy, rất cực kỳ êm luôn nha các bạn nha.
thế nha, xin chào các bạn nha. Nếu bạn nào định mua con này thì comment bên dưới cho mình nha. Chào mọi người nha.